Theo đây mình có lại phần bò khác thì sao? Cái bò có anh ạ, đây. Đây là tất cả cái bò. Em có size 31 bao không? Hình 32 31 rồi. Đây là size 30 hàng em thực hiện. Đây là size 31 rồi ạ. 31 rồi ạ. Vâng. Đây là đây phần đây là của nhãn hiệu hiệu gì? Hoàng Phúc gì nhỉ? Tên Hoàng Phúc sao nhãn hiệu anh cô là sao? Không, đây Hoàng Phúc chỉ làm một phân phối của các thương hiệu đúng mà. Các thương hiệu trên thế giới, 6 thương hiệu nổi tiếng là Doctor, Echo, Superga, Clark và Reply. Mấy năm? Năm và còn cấp 3 nữa. Cấp 3 là chỉ có giày ạ. Còn Echo là gì? Có quần áo. Cấp 3 có cả ba lô nữa. Cấp 3 có cả dép. Đây xem giày thể thao này. Giày thể thao anh. Quần bò không có. Giày là anh muốn đi thể loại giày kiểu này dòng dòng thể thao ấy. Vậy hình như cửa hàng có mỗi có mỗi tường là nhân Việt Nam sao? Cấp 3 ơi. Quay đây là cái nồi làm bằng chất liệu của cao su ép. Em ở chống mòn. Anh đi dòng bê tông không bao giờ. Giá bao nhiêu? Giá đôi này thì là 2.490.000 ạ. Rẻ thế. 2.490.000 và đi không bỏ quá. Em bây giờ đế cao khoảng 3-4 phân thôi. Chương trình khuyến mãi gì ạ? Không có. Giày thể thao thì không cao đến đâu. Đây luôn, này anh đang đi ở thế 3 phần này. À, đấy là lý do thì sao nó có giá là 100.000 đồng. Đấy là 2 triệu đồng. Em mua đây lại cái thương này này. Đây. Cao su nguyên chất, cao su ép. Đi chống mòn, chống nước. Nhìn cái giày này nó làm còn hai bên chứ không còn lại cái này không ghi sai theo số à? Đây sai thì sai là đây là sai 40 ạ. Anh muốn thử không? Thử thối chân được gì không? Không việc gì, thối giày không việc gì nhá. Còn anh nhiếp ảnh gia anh thích có loại doctor để doctor nhiếp ảnh gia liên quan gì đến doctor chắc chắn là hợp gì khó vừa. Xoay, hôm nay em lấy nhận size mấy nhỉ? 3, 3, 3 không 3, 3 đây là size. Tùy theo size của bọn nào nhé. Đây là lấy số size mà. Đây là size 40 anh ạ. Anh chân anh thử đi giày. Không, nó nhỏ hơn rất nhiều so với này. Đây là xe này nhỏ hơn một chút. Anh cũng phải đi mua 42. Mẹ không nhìn nữa anh, con chú nhìn nữa anh. Này cái màu này đẹp xuống này.